Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Dạ tôi xin hãy kính chào toàn thể quý mai chị em, quý con cây Chúa chúng ta đến tham dự chương trình lễ kỷ niệm mừng Chúa Giêsu Giáng sinh năm 2022 tại Hội Thánh Ngũ Tuần Rema, khu vực Mỹ Hành Nam ạ. Cảm ơn Chúa chúng ta đang bước vào trong một mùa đầy phước hạnh và đầy tràn những cảm xúc rất là dạt dào khó tả, đó là mùa Giáng sinh. Thưa quý mai chị em, cứ mỗi năm đến khi Giáng sinh về thì chúng ta ai nấy cũng đều nô nức và nôn nao, bởi vì bầu không khí Giáng sinh đó là một cái bầu không khí rất là đặc biệt, nó khác so với lại những mùa khác ở trong năm. Không phải chỉ là về thời tiết mà thôi quý mai chị em, nhưng mà chúng ta cũng thấy được nó có một cái gì đó rất là lạ, đúng không ạ? Ngay cả những người không có đạo Tin Lành, hoặc là ở ngay cả những cái tôn giáo khác, từ Hồi giáo, Phật giáo, rồi tất cả mọi tôn giáo ở thế giới này đều vui mừng, bởi vì cớ sự Giáng sinh của Chúa Jesus Christ đó là một sự kiện vô tiền khoáng hậu ở trong lịch sử nhân loại của chúng ta. Cảm ơn Chúa, buổi tối hôm nay chúng ta đến đây, tôi ao ước rằng chúng ta không phải chỉ là những người kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng sẽ có sự hiện diện của Chúa Jesus Christ được Giáng sinh vào trong lòng của chúng ta trong buổi tối hôm nay nữa. Cảm ơn Chúa. Chủ đề Giáng sinh của Thánh Ngũ Tuần Rema trong năm nay đó là Chúa Giêsu nguồn sự sống thật. Thưa quý mài chị em, khi chúng ta nói về sự sống thì chúng ta thấy điều này tưởng chừng như là đơn giản ở trong tiếng Việt của chúng ta, nhưng mà đây là thực sự một cái vấn đề nó rất là nan giải cho nhân loại của chúng ta. Bởi vì thực tế đã có rất là nhiều cái phi thuyền được phóng lên từ trái đất này để bay vào trong vũ trụ và tìm kiếm sự sống ở trong vũ trụ này. Vào năm 1976 thì Hoa Kỳ đã gửi hai tàu thăm dò lên sao Hỏa. Và hai tàu thăm dò này đều có những dụng cụ để có thể đem những cái đất đá sỏi và những cái thiết bị để có thể phân tích đất đá ở trên sao Hỏa. Nhưng mà sau một thời gian họ nghiên cứu ở trong những cái đất đá đó thì họ không tìm thấy bất cứ một dấu hiệu sự sống nào ở trên sao Hỏa. Rồi sau đó đến năm 1997 thì Hoa Kỳ lại gửi thêm một tàu thám hiểm tự hành lên bề mặt sao Hỏa, và kết quả thì họ đã nghiên cứu từ những mẫu đất và kết quả đó chính là một kết quả không thấy bất cứ một dấu hiệu nào. Và điều này có thể làm thất vọng những người tin vào trong, họ thất vọng bởi vì cớ họ tin vào trong cái thuyết tiến hóa. Những người tin vào trong thuyết tiến hóa của Darwin, họ nghĩ rằng là sự sống ở trên trái đất này là đến từ một hành tinh nào đó. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy được, như người chị em chúng ta trước khi tôi chia sẻ lời Chúa đã đọc ở trong sách Giăng đoạn số 1, câu số 3 cho đến câu số 4 như thế này: muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Kinh Thánh cho chúng ta thấy được một cái câu trả lời rất là rõ ràng và chắc chắn, đó chính là sự sống mà chúng ta đang có ở trên hành tinh này đến từ Đức Chúa Trời. Và muôn vật, không chỉ riêng con người mà thôi, nhưng mà muôn vật đều là do Đức Chúa Trời dựng nên. Và Chúa Giêsu Ngài chính là ngôi lời, ngôi thứ hai của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và Ngài đã dự phần với Đức Chúa Trời trong công cuộc sáng tạo trên đất này. Và sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh đó là một cái sự kiện vô tiền khoáng hậu, bởi vì cớ Chúa Giêsu Ngài không phải chỉ là một con người được sinh ra một cách bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài được hoài thai bởi Đức Thánh Linh, và Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời, Ngài giáng thế với hình hài xác thịt con người của chúng ta để bày tỏ ra Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho chúng ta như thế nào. Lời của Chúa được chép ở trong sách Công Vụ của Sứ Đồ đoạn 17 câu 24 cho đến 27 như thế này: Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được. Dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Kính thưa quý mài chị em, lời của Chúa khẳng định với chúng ta rằng là chính Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới này. Và thế giới của chúng ta không phải tự nhiên mà có, hoặc là một cái sự ngẫu nhiên tình cờ nào đó mà chúng ta mới có mặt ở trên đất này. Nhưng mà do Chúa Ngài dựng nên, thưa quý mài chị em. Và
Hơn 8 tỷ người trên hành tinh ngày hôm nay chúng ta có mặt đó là bởi vì cớ Chúa ngày ban đầu dựng nên một con người tên là Adam và Eva. Nhưng mà tiếc thay quý bà chị em, khi mà Chúa dựng nên người đầu tiên ở trên đất này, Ngài đã ban cho người đó có đầy đủ tất cả mọi điều kiện để sống ở trong một cảnh vườn Eden rất là phước hạnh. Nhưng mà Adam chính là người đầu tiên đó đã không chịu vâng lời Đức Chúa Trời và đã phản loạn, đã không chịu vâng theo muốn Đức Chúa Trời và họ đã phạm tội. Adam cùng với vợ của mình là Eva đã phạm tội và Đức Chúa Trời từ đó Ngài đuổi họ ra khỏi vườn Eden. Và hậu quả đó chính là sự chết và tội lỗi, những sự rủa xả đã đi vào trong nhân loại của chúng ta. Như trong Roma đoạn 5 câu 12 chép rằng là cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy vì mọi người đều phạm tội. Như vậy thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là Chúa dựng nên con người hoàn hảo tuyệt mỹ giống như ảnh tượng của Ngài, nhưng mà con người chúng ta đã phạm tội. Cho nên từ đó tội lỗi đã bước vào trong thế gian và khiến cho dòng giống con người của chúng ta đã bị ô nhiễm cái nguyên tội đó. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy được trên thế giới này ngày hôm nay có rất là nhiều cái sự đau khổ xảy ra trên thế giới này. Việt Nam đau khổ theo kiểu Việt Nam, Mỹ cũng đau khổ theo kiểu Mỹ, châu Âu cũng đau khổ theo kiểu châu Âu. Không có một quốc gia nào trên hành tinh này có thể gọi là hoàn hảo trọn vẹn tuyệt đối. Tôi đã từng đến tại châu Âu và tôi nhìn thấy cuộc sống bên đó không thể chê vào đâu được quý bà chị em. Nhưng mà khi mà tôi đang đi trên những con đường của châu Âu, tôi vẫn thấy có những người họ ngồi ở bên cạnh đường và họ ngồi gục đầu xuống. Họ ngồi gục đầu xuống và nhìn cái khuôn mặt của họ rất là thiểu não quý bà chị em. Tôi nói lạ luôn, tại sao mà cái người đó sống ở tại châu Âu, biết bao nhiêu người Việt Nam chúng ta muốn sống ở tại châu Âu đó nhưng mà lại không được sống ở tại châu Âu, cái người này lại sống ở châu Âu mà lại buồn phiền và có người thậm chí tự tử nữa quý bà chị em. Tôi mới thấy một điều rằng là thật sự trên đất này, nếu con người chúng ta không có mục đích sống, chúng ta không có thỏa lòng ở trong tâm linh của chúng ta không biết ý nghĩa và mục đích cuộc đời của mình là gì, thì chúng ta có dẫu sống ở một đất nước giàu có, nhung lụa và nhiều tiền, nhiều bạc chăng nữa, thì cuộc sống của chúng ta chỉ là vô nghĩa mà thôi quý mài chè. Do đó, để chúng ta có một đời sống ý nghĩa và đầy dẫy sự vui mừng và thỏa lòng quý mài chị em, chúng ta cần phải trả lời được ba câu hỏi trong cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất, đó là tôi đến từ đâu? Thứ hai, tôi sống với mục đích gì? Và thứ ba, tôi sẽ đi về đâu sau khi tôi chết? Đây là ba câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời của một người. Nếu chúng ta có thể tìm được câu trả lời cho ba câu hỏi này, thì cuộc đời của chúng ta sẽ có một ngã rẽ khác. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời Ngài không để chúng ta phải sống ở trong sự hoang mang và bế tắc ở trong việc tìm ra câu trả lời cuộc đời của chúng ta. Thì Ngài đã ban chúng ta Kinh Thánh, và Kinh Thánh chúng ta thấy rằng là chính Đức Chúa Trời Ngài là đấng đã dựng nên con người của chúng ta. Và khi chúng ta tìm về với Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được rằng là chính Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho con người của chúng ta. Nếu một cái iPhone 14 giá thị trường ngày hôm nay bán là khoảng chừng 35 triệu. Và tôi mua cái iPhone 14 đó về với vì một cái lý do nào đó, cái iPhone 14 đó nó không thể bắt sóng được điện thoại, nó không thể sử dụng được internet. Thì quý mà chị em nghĩ rằng là cái điện thoại iPhone 14 nó đẹp như vậy đó, nó ba mấy triệu đó, nhưng mà nó chỉ là cái thiết bị để mà chặn giấy mà thôi quý mà chị em. Nó không ý nghĩa gì cả nếu nó không thể thực hiện được tất cả mọi chức năng của nó. Đúng không ạ? Cũng vậy, quý mà chị em, con người của chúng ta được Chúa dựng nên với một hình hài đẹp đẽ như ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta không được kết nối với sự sống và quyền năng của Đức Chúa Trời, thì cuộc đời của chúng ta cũng vô nghĩa giống như cái điện thoại mà nó không thể bắt sóng được điện thoại quý mà chị em. Nói về sự sống của hành tinh của chúng ta đó quý mà chị em, thì người ta phân ra có những loại sự sống như sau. Cấp độ sự sống thấp nhất của hành tinh này đó chính là khoáng vật, bao gồm đất, nước, không khí và các loại kim loại, các loại quặng ở trong đất. Loại sự sống thứ hai đó là sự sống thực vật. Đây là loại sự sống của cây cối, rong rêu và tảo. Loại sự sống thứ ba đó là loại sự sống động vật, bao gồm những côn trùng, thủy hải sản, rồi súc vật, gia súc, những con vật bốn chân hoặc là hai chân. Rồi sau đó đến cấp độ sự sống cao hơn đó là sự sống của con người.
Và chúng ta thấy rằng là con người có thể cai quản ở trên thực vật, trên động vật và trên khoáng vật tự nhiên. Nhưng mà cao hơn cấp độ con người đó là cấp độ của sự sống thiên sứ. Khi chúng ta nói về thiên sứ thì chúng ta biết được Kinh Thánh chia ra làm hai loại thiên sứ. Thiên sứ thiện là thuộc về Đức Chúa Trời và thiên sứ ác thuộc về ma quỷ. Thì cấp độ thiên sứ này có cái sự sống cao hơn con người của chúng ta, bởi vì họ không có thể xác và họ không bị trói buộc ở trong cái thân thể vật lý tự nhiên con người của chúng ta. Và cao hơn cấp độ sự sống của thiên sứ đó chính là sự sống của Đức Chúa Trời, mà Kinh Thánh dùng đó là cái từ Zoe ở trong tiếng Hy Lạp. Cái từ Zoe này đó là sự sống đời đời của Đức Chúa Trời quý mài chè. Và chính sự sống Zoe này khiến cho Kinh Thánh mô tả về Chúa Giêsu một cách hoàn toàn khác biệt. Không có một giáo chủ nào nói rằng là ta chính là sự sống, bởi vì tất cả mọi giáo chủ đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Không có một giáo chủ nào chết rồi có thể sống lại, giống như Chúa Giêsu Christ đã từng chết và đã từng phục sinh. Và Chúa Giêsu ngài khẳng định ở trong Giăng đoạn số 14 câu 6 rằng là ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng với Cha trên trời. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu ngài chính là sự sống và ngài có thể ban sự sống cho người khác, cho nên chúng ta mới gọi ngài là nguồn sự sống. Người có thể có sự sống nhưng mà không thể ban sự sống cho người khác thì người đó cũng không thể gọi là nguồn sự sống được, đúng không ạ? Nếu ai đó giúp đỡ cho người khác đang gặp hoàn nạn khó khăn, túng thiếu tiền bạc, cho người đó cái tiền để mà vượt qua được cái giai đoạn khó khăn ngặt nghèo, thì chúng ta cũng không thể gọi cái người mà giúp đỡ cho người kia bằng tiền bạc của mình đó là nguồn sự sống được, đúng không ạ? Tại vì khi mà chúng ta nói về nguồn sự sống thì nó nói về một cái trạng thái đó là liên tục và liên tục. Nó không có sự cạn kiệt và nó không có một cái sự kết thúc. Chúa Giêsu ngài chính là Đức Chúa Trời hằng sống quyên mài chèm. Ngài là ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Và ngài đã yêu thương nhân loại, ngài xuống thế gian này để tìm và cứu chúng ta. Ngài biết rằng con người của chúng ta sống ở trong đau khổ và đang chết mất ở trong tội lỗi. Chúng ta đang gào thét, chúng ta đang đau đớn, quằn quại. Chúng ta biết rằng là mình đang chìm đắm ở trong tội lỗi và mình không thể tự cứu được mình. Giống như hình ảnh của một biển người, họ đang chìm ở trong biển tội, họ không thể nào tự nắm cái tóc của mình và kéo chính mình lên được quyên mài cho em. Thì cũng vậy, con người của chúng ta không thể nào tự cứu được mình ra khỏi cái biển đời tội lỗi. Cho nên Chúa Giêsu ngài xuống thế gian này để tìm và cứu chúng ta. Và cái Thánh nói rằng ai tin nơi Chúa Giêsu Christ thì người đó sẽ được sự sống đời đời. Và ai không chịu tin Chúa Giêsu thì không thể thấy được sự sống. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 36, lời của Chúa chép thế này: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Như vậy thì Kinh Thánh khẳng định với chúng ta rằng là ai tin nơi Chúa Giêsu Christ thì người đó mới có được sự sống đời đời, Zoe của Đức Chúa Trời. Đây chính là sự sống chỉ có ở trong Chúa Giêsu, chỉ có ở trong Đức Chúa Trời mà thôi, quyên mài cho em. Con người của chúng ta sống cần có cơm áo gạo tiền, cần có cơm ăn nước uống mỗi ngày, đúng không ạ? Chúng ta cũng cần có công việc để chúng ta bảo đảm cho cuộc sống mưu sinh của chúng ta hàng ngày. Nhưng mà bao nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ quý mài cho em. Chúng ta còn có một loại sự sống cao hơn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Đó chính là sự sống đời đời ở trong ơn của Chúa. Đó là một sự sống thuộc linh. Nó không lệ thuộc vào trong cơm áo gạo tiền hàng ngày. Nhưng mà sự sống thuộc linh của Chúa sẽ đem lại sự sống cho chính tâm linh của chúng ta trước. Khi tâm linh của chúng ta, tâm hồn của chúng ta được sống ở trong ơn của Chúa, thì chúng ta sẽ được Chúa ngài ban phước cho thân thể và cuộc sống thuộc thể còn lại chúng ta. Nếu chúng ta tin Chúa vì lúa thì chúng ta sẽ không thể nào được phước. Nhưng nếu chúng ta tin Chúa vì cớ chúng ta muốn được sự sống đời đời của Chúa thì chúng ta sẽ có lúa. Nếu vì ai đó hứa này hứa kia với chúng ta mà chúng ta tin Chúa quý mài cho em thì điều đó nó vẫn phải chưa tin Chúa thật. Nhưng mà nếu chúng ta tin Chúa vì cớ chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu ngài chính là nguồn sống, Chúa Giêsu ngài là đấng tha thứ tội lỗi, Chúa Giêsu là đấng có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời, sau khi chúng ta qua đời thì chúng ta sẽ được vào thiên đàng của Chúa. Chúng ta đặt lòng tin của chúng ta nơi danh của Chúa, như vậy quý mài cho em thì chúng ta sẽ được Chúa ngài cứu rỗi chúng ta. Và khi chúng ta có Chúa thật sự trong linh hồn của chúng ta thì chúng ta sẽ có lúa quý mài cho em. Amen. Kinh Thánh khẳng định với chúng ta rằng là Chúa sẽ ban phước cho mọi việc mà tay chúng ta làm sẽ được thành công và đầy tràn phước hạnh. Kinh Thánh cũng hứa với chúng ta rằng là ai tin Chúa thì người đó sẽ được phước và con cháu ngàn đời của người đó cũng sẽ được phước. Ở trong Sách Ký đoạn số 20 câu số 5 chép rằng là ngài sẽ làm ơn cho đến ngàn đời cho cái nào yêu mến Chúa và
giữ gìn các điều răn của Ngài. Ở trong Thi Thiên đoạn số 37 câu số 25. Tôi sẽ đọc lời của Chúa ở đây để chúng ta thấy được rằng là Chúa Ngài rất là tốt lành như thế nào. Trước tôi trẻ rầy đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người đi ăn mày. Quý mà cho em thấy không ạ? Người công bình tin Chúa thì Chúa Ngài không bao giờ bỏ họ cả. Nhưng mà dòng dõi người đó sẽ luôn luôn được phước và sẽ được phước cho đến cuối cùng. Cảm ơn Chúa. Nếu quý mà cho em muốn chính mình và con cháu của mình, dòng dõi của mình sau này được phước, thì quý mài chị em ơi, hãy mau mau tin Chúa để đời sống của chúng ta được phước, tội lỗi chúng ta được tha, linh hồn của chúng ta được cứu và cả nhà của chúng ta sẽ đầy dẫy phước của Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Không có một điều gì tuyệt vời hơn chúng ta khi chúng ta được sống ở trong ơn của Chúa. Quý mài chị em, trong Văn Nhất đoạn số 5 câu 12 chép rằng là ai có con thì có sự sống, ai không có con Đức Chúa Trời thì chẳng có sự sống đâu. Vậy thì chúng ta thấy rằng là trong Chúa Jesus Christ có sự sống. Sự sống của Chúa làm cho tâm linh của chúng ta được sống và thậm chí là thân thể của chúng ta cũng được sống nữa, được chữa lành khỏi những bệnh tật nữa quý mài chị em. Cách đây hơn một tháng trước thì tôi nhận được một cuộc điện thoại của một người giám đốc của một cái công ty xây dựng nọ. Thì người anh em này qua điện thoại và nói với tôi rằng: mục sư ơi, em vừa mới gặp phải một cái tai họa. Và người anh em này nói rằng là: mục sư ơi, cầu nguyện gấp cho cái người công nhân của em, bởi vì tụi em đang nghỉ trưa thì cái người công nhân này đang ở trên cao khoảng 4 mét và đang làm cái gì đó lui cui lấy cây để mà khều khều cái gì đó, thì thình lình cái luồng điện 3 pha ở trong cái dây nó phóng vào trong cái người công nhân này, và người công nhân này rơi từ trên cao 4 mét xuống đất và người thì cháy khét lẹt, đen thui như là một con bê thui. Trước đó thì người thanh niên này mặc áo rất là nhiều lớp, nhưng mà khi mà bị cháy rớt từ trên cao 4 mét xuống đất thì người không còn một mảnh áo nào hết quý bà chị em. Nó cháy là cháy không còn cái mảnh quần, không còn mảnh áo nào hết, và nằm không còn hơi thở nữa. Thế là người giám đốc nó sợ quá gọi điện thoại cho tôi, nói: mục sư ơi, bây giờ cái thằng đệ tử của em bây giờ nó như vậy rồi, mà nó chết là coi như là cả cái công ty của em là sẽ phải dính cái vòng lao lý, và thậm chí công trình nó sẽ ngưng lại và sẽ gặp đại họa. Thế là tôi bắt đầu cùng với người anh em này, tôi nói rằng là: bây giờ chúng ta cùng nhau cầu nguyện, Chúa Ngài sẽ có cách để giải cứu em ra khỏi hoạn nạn này. Và thế là chúng tôi cầu nguyện, và người giám đốc đó đã chuyển người thanh niên kia vào trong bệnh viện Chợ Rẫy. Và cái người đó là 99% là chết, 99,9% là chết, bởi vì đã tắt thở khoảng vài phút. Nhưng mà lạ lùng thay quý mà chị em, khi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện thì bắt đầu có hơi thở trở lại. Và từ hôm đó cho đến bây giờ thì cũng đã hơn một tháng. Và cách đây vài ba ngày thì chính người giám đốc công ty xây dựng đó đã điện thoại cho tôi và nói với tôi trong cái sự vui mừng hớn hở: cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Cái bạn đó, cái người thanh niên đó, bây giờ đã được xuất viện và được về nhà. Và dẫu rằng hơi thở và cái cơ thể còn hơi yếu, nhưng mà cảm ơn Chúa, cái người đó đã vượt qua được cái cửa ải sinh tử. Và chúng tôi thấy rằng là thật sự Chúa Ngài rất là tuyệt vời. Bởi vì không có một cái điều gì có thể bảo đảm rằng người đó sống. Điện 3 pha nó mạnh lắm quý mài chị em. Điện mà chúng ta đang sử dụng ở đây là điện 1 pha. Nhưng mà điện 3 pha nó mạnh hơn gấp 3 lần. Và nó giật như vậy mà rơi từ trên cao 4 mét xuống đất thì không thể nào mà sống nổi. Cho nên cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa Ngài làm rất là lạ lùng. Và người giám đốc đó đã kinh nghiệm quyền năng của Chúa và sự tốt lành của Chúa. Cho nên tôi tin chắc một điều rằng là trong danh của Chúa Jesus Christ có ơn điển và có sự giải cứu cho chúng ta ra khỏi tất cả mọi nan đề trong đời sống của chúng ta. Ngay cả bệnh tật, ngay cả đối diện với sự chết, chúng ta vẫn được Chúa Ngài giải cứu chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và có thể quý vị đang sống ở trong cái thời điểm này là cái thời điểm rất là khó khăn ở trong việc mà chúng ta kinh doanh, rồi cơm áo, gạo tiền, công ăn, việc làm gặp rất là nhiều cái sự khó khăn. Có thể bây giờ chúng ta đang rất là khỏe mạnh, chúng ta có thể chưa cần cái sự chữa lành của Chúa. Nhưng mà nếu công việc của chúng ta gặp bấp bênh hoặc là gặp những cái sự mất việc thì sao? Tôi tin rằng là trong danh Jesus Christ vẫn có cánh cửa để mở ra cho công việc làm của chúng ta nếu chúng ta kêu cầu danh Chúa. Vừa rồi thì cũng có một cầu thủ bóng đá Village, bạn này đá cho
một câu lạc bộ hạng 2 của V-League tại Việt Nam. Và bạn này qua internet mà nghe những lời giảng của tôi. Và cảm ơn Chúa, Chúa ban ơn cho cái người cầu thủ này. Và đội bóng của người cầu thủ này từ hạng 2 đã bây giờ đã đạt giải nhất của V-League hạng 2 của Việt Nam. Và sang năm 2023, tức là năm sau, sẽ lên giải nhất để mà đá ở trong V-League. Người thanh niên này nói với tôi trong giọng vui mừng: ô, cảm ơn Chúa, cảm ơn sư. Em nhờ cậy Chúa thì Chúa ban ơn cho đội bóng của em từ hạng 2 bây giờ lên hạng nhất. Và năm sau thì đội bóng của em sẽ đá ở V-League hạng nhất. Rất là vui mừng quý mà cho em. Nhưng mà chỉ một vài tuần sau thì người thanh niên nói với tôi: mục sư ơi, lạ quá mục sư, đang vô địch V-League hạng 2, bây giờ cái đội bóng của em nó giải thể tất cả những cầu thủ, bây giờ tụi em không có được nhận luôn. Bây giờ tụi em từ một cái đội bóng vô địch hạng 2 bây giờ là thất nghiệp hết, không có đội bóng nào nhận tụi em hết. Mục sư ơi, cầu nguyện cho em với. Thế là tôi cầu nguyện, và người thanh niên đó bởi đức tin tiếp nhận sự chúc phước của Chúa. Cách đây vài ngày thì em này nhắn tin và nói với tôi rằng: cảm ơn Chúa, mục sư ơi, có đội bóng khác đã nhận em làm cầu thủ ở trong đó rồi. Cảm ơn Chúa. Người thanh niên này rất là vui bởi vì cớ thấy được phước hạnh của Chúa ở trong công việc của mình. Đang khi đang trên đỉnh vinh quang thành công, thình lình thì cái tai họa nó làm cho mình rớt xuống, không còn có một cái gì để mà mình có thể tưởng tượng được. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Ngài có cách để biến đổi hoàn cảnh của chúng ta, quý bà chị em. Nếu quý bà chị em nào chúng ta đang nghe những lời này và chúng ta mong ước cuộc đời của chúng ta được bước sang một trang sử mới, thân thể của chúng ta được khỏe mạnh, tâm linh của chúng ta được bình an, và hoàn cảnh việc làm của chúng ta cũng được Chúa Ngài ban phước, tôi khích lệ quý bà chị em hãy đến với Chúa Jesus Christ. Bởi vì trong Chúa Giêsu có nguồn sự sống. Sự sống đó nó vượt trội hơn những cái sự sống ở trong tự nhiên con người của chúng ta. Sự sống của Chúa trội hơn cái sự sống của xác thịt của chúng ta. Sự sống của Chúa trội hơn cái sự sống của phàm nhân con người chúng ta trên đất này. Chỉ trong Chúa Giêsu chúng ta mới có thể thấy được cái phước hạnh rất là lạ lùng mà Chúa Giêsu có thể mang lại chúng ta. Trong thời của Chúa Giêsu, khi mà Ngài đi đến đâu thì luôn luôn có những dấu kỳ phép lạ của Chúa xảy ra xung quanh Ngài. Người câm thì nói được, kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, và kẻ phun được sạch, kẻ chết được sống lại, quý mà cho em. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn số 11, khi mà Chúa Giêsu Ngài đến để mà Ngài gọi Lazaro đã chết 4 ngày sống lại, thì chính Ma-thê là em của Lazaro nói rằng: làm sao mà anh của tôi có thể sống lại được? Tôi tin rằng là anh của tôi sau này sẽ sống lại. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng là không, bây giờ anh ngươi sống lại. Và Chúa Giêsu Ngài nói thế này, tôi xin đọc lời của Chúa Giêsu ở trong Giăng đoạn số 11 câu số 25 cho đến câu 26. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi, còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin thì đó chăng? Thưa quý bà cho em, cũng cái câu hỏi này buổi tối hôm nay Chúa Ngài cũng đang hỏi mỗi cá nhân chúng ta. Nếu chúng ta tin Chúa thì chúng ta sẽ không bao giờ chết, bởi vì chúng ta có nguồn sự sống của Chúa. Amen. Chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ có được sự sống ở trong tâm linh của chúng ta. Và đối với Đức Chúa Trời, một người không có sự sống đời đời của Ngài thì người đó coi như là đang chết. Như tôi hồi nãy mới mở đầu tôi có nói với quý vị, có những người họ có cuộc sống đầy đủ hết, họ không thiếu một cái điều gì hết ở trong thế gian này, nhưng mà họ vẫn cảm thấy muốn chết. Họ vẫn cảm thấy muốn tự tử, họ vẫn cảm thấy rằng là mình muốn kết thúc cuộc sống này, bởi vì cớ cuộc sống đối với họ vô nghĩa. Nhưng mà quý mài chị em ơi, nếu buổi tối hôm nay quý vị đang nghe những lời tôi chia sẻ ở đây, quý vị muốn cuộc đời của chúng ta có đầy dẫy ý nghĩa, tôi khi mời quý mài chị em hãy đến với Chúa Jesus Christ. Ngài chính là đấng có thể ban sự sống cho chúng ta và làm cho lòng của chúng ta được sống lại trong sự vui mừng trọn vẹn của Chúa. Chúng ta không cần phải tìm đến với rượu chè, cờ bạc, gái gú, đỏ đen. Chúng ta không cần phải tìm đến những cái chỗ sòng bài hoặc là những cái chỗ nghiện ngập ma túy để chúng ta giải sầu. Chúng ta không cần phải có những cái cuộc vui thâu đêm hoặc là suốt sáng để chúng ta có thể quên đi cuộc đời này. Bởi vì nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Quý mài chị em ơi, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giải sầu ra khỏi lòng của chúng ta mà thôi. Tất cả một cái thú vui giải trí cuộc đời này nó chỉ mang tính chất tạm bợ. Và sau đó tấm lòng của chúng ta cũng sẽ trở lại với sự trống rỗng mà thôi. Chỉ có Chúa Giêsu Ngài mới có thể lấp đầy tấm lòng trống rỗng của chúng ta. Sự sống của Chúa sẽ làm cho tấm lòng của chúng ta được sống lại. Cảm ơn Chúa. Sự sống
cũng chính là sự tuôn đổ của Đức Chúa Trời vào trong tâm linh của con người chúng ta. Ở trong Khải Huyền đoạn 22 từ câu 1 cho đến câu 2 nói rằng là có một cái con sông sự sống tuôn chảy từ nơi ngai của Đức Chúa Trời, và dòng sông sự sống đó nó là một cái dòng sông có những cái cây sự sống hai bên. Và ai đến cái dòng sông sự sống đó thì sẽ được khỏe mạnh và được chữa lành. Vậy thì chúng ta thấy rằng là sự sống của Chúa nó giống như là một dòng sông, và ai đến với Chúa thì người đó sẽ không bao giờ đói, không bao giờ khát, không bao giờ bệnh tật, không bao giờ bị đuổi xả. Và Chúa Giêsu ngài nói rằng là ta chính là đường đi, lẽ thật và sự sống. Nếu quý mài chị em muốn được có con sông sự sống của Chúa tuôn chảy vào lòng của chúng ta buổi tối hôm nay, tôi khuyên mời quý mài chị em hãy tìm đến với Chúa Giêsu. Ngài chính là sự sống, ngài chính là Đức Chúa Trời, quý mài chị em. Chúa Giêsu ngài chính là đấng đem sự sống của Đức Chúa Trời bày tỏ cho nhân loại của chúng ta. Và Chúa Giêsu ngài đã tuôn đổ sự sống của ngài trên thập tự giá để những ai tìm đến với Chúa Giêsu Christ, người đó cũng sẽ được tha tội và được cứu rỗi trong linh hồn của mình. Cảm ơn Chúa. Sự sống đó chính là đấng Christ. Như ở trong Giăng đoạn số Giăng nhất đoạn số 5 câu 12 chép rằng là ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Tất cả chúng ta ở đây đều đang sống đúng không ạ? Không ai cho rằng mình chết cả. Tôi hỏi rằng là có bao nhiêu người chúng ta đang sống bởi vì cớ chúng ta đã tin nhận Chúa Jesus Christ, xin giơ tay lên cho tôi biết à. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị. Rồi, bao nhiêu người chúng ta là thân hữu, chúng ta lần đầu tiên đến đây và chúng ta chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình, xin hãy giơ tay lên để cho tôi biết được. Có ai là thân hữu không ạ? Có ai chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa vào lòng của mình không? Dạ, cảm ơn Chúa. Có những em thiếu niên đúng không ạ? Dạ. Tôi ước ao rằng là qua sứ điệp này buổi tối hôm nay chúng ta sẽ được kinh nghiệm sự sống của Chúa bước vào lòng của chúng ta. Lời của Chúa ở trong sách Roma đoạn số 10 cũng nói rằng là nếu mà lòng của chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ được xưng công bình, còn miệng chúng ta nói ra làm chứng thì chúng ta sẽ được cứu rỗi. Roma đoạn 10 câu 9 chép rằng vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Câu 13 chép rằng là vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Cảm ơn Chúa. Vì ai kêu cầu danh Chúa Giêsu thì sẽ được cứu. Nếu quý bà chị em nhìn thấy cuộc đời của mình đang bị bế tắc, đang bị mắc kẹt ở trong một cái hố sâu của tội lỗi, chúng ta đang bị mắc kẹt ở trong một cái nan đề của sức khỏe, tài chánh, hoặc là hôn nhân gia đình, hoặc là bất cứ một cái nan đề gì mà chúng ta đang đau khổ và tuyệt vọng, tôi khuyên mời quý bà chị em hãy tìm đến với Chúa Giêsu Christ. Đừng để cho mùa Giáng sinh này trôi qua một cách vô nghĩa mà chúng ta chỉ có những cảm xúc của những cái buổi tiệc tùng hoặc là của những cái thú vui mau chóng tạm bợ mà thôi. Nhưng mà tôi khích lệ quý mài cho em hãy tìm đến với Chúa Giêsu. Tôi khích lệ quý mài cho em những con cái Chúa. Chúng ta có đem những thân hữu là những người chưa tin Chúa đến đây lần đầu tiên. Tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy dành một thời gian này để chúng ta tạo cơ hội cho những người chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa đời sống của mình, thật sự tiếp nhận Chúa Giêsu Christ vào lòng của mình, quý mài chị em. Nó lạ lắm quý mài chị em, khi chúng ta có Chúa Giêsu bước vào lòng của chúng ta thì chúng ta sẽ ngay lập tức được kết nối với quyền năng và ân điển vô hạn của Chúa Giêsu Christ. Lòng của chúng ta sẽ cảm nhận được có sự bình an, sự nhẹ nhàng và có sự tươi mới của Chúa vào trong lòng của chúng ta. Cái cảm giác đó không ai có thể diễn tả được cho nhau được quý mà chị em. Chỉ có khi chúng ta tự kinh nghiệm được thì chúng ta sẽ mới có thể cảm nhận được nó mà thôi. Có ai không? Có ai tối hôm nay muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình không? Tôi cam đoan quý vị rằng là chính Chúa Jesus Christ ngài đang hiện diện ở đây, ngài sẽ bước ra khỏi lời của ngài và ngài sẽ thi thố những phép lạ, những dấu kỳ và ngài sẽ ban phước cho cuộc đời của quý mà chị em. Mọi khó khăn, những bế tắc, những cái sự chán nản, buồn chán, thất vọng, u sầu trong lòng của quý mài chị em sẽ được Chúa Giêsu ngài cất đi ở trong ơn của Chúa. Hồi nãy tôi thấy có một cánh tay giơ lên rằng là mình chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nếu mà em thật sự muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa đời sống của mình và muốn kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa ngài tuôn tràn vào trong đời sống của em, tôi khích lệ em hãy bước đây để chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Xin Đức Chúa Trời ngài
ban phước cho cuộc đời của em và Ngài ban cho em có một cuộc sống mới ở trong ơn của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.